Con người thích ăn thịt, bít tết rất là tuyệt, burger, gà rán, thịt xông khói, thịt ba chỉ và xúc xích là món ngon nhất. Cánh gà thì có vị tuyệt hảo, thịt làm thỏa mãn điều gì đó ẩn sâu trong bộ não nhỏ bé của chúng ta. Ăn thịt đã trở nên quá bình thường đến mức nhiều người không xem một bữa ăn là bình thường nếu như không có thịt trong đó. Nếu so với một vài thập niên trước thì thịt là một thứ xa xỉ. Ngày nay bạn sẽ có một cái burger phô mai chỉ với $1. Chúng ta hiếm khi thấy cách mà thịt được sản xuất, chúng ta chỉ ăn và yêu thích nó. Thịt tạo ra niềm vui, mang chúng ta lại với nhau trong những bữa ăn gia đình và tiệc nướng ngoài trời. Nhưng nghịch lý ở chỗ, thịt căn bản là nguồn dinh dưỡng kém hiệu quả nhất. Trên quy mô toàn cầu, chế độ ăn thịt đang làm sạch hành tinh theo nghĩa đen. Tại sao lại thế? Và chúng ta có thể làm điều gì mà không phải từ bỏ món bít tết? Con người nuôi rất nhiều động vật để làm thức ăn. Hiện nay, khoảng 23 tỷ con gà, 1,5 tỷ gia súc và gần 1 tỷ lợn và cừu. Đó là một lượng lớn miệng ăn, nên chúng ta biến trái đất thành khu chăn nuôi khổng lồ. . 83% đất trồng trọt phục vụ cho chăn nuôi. Các cánh đồng cỏ hay cánh đồng ngô, đậu chiếm khoảng 26% diện tích đất liền. Nếu chúng ta tính lượng nước cần cho việc trồng trọt thì để sản xuất thịt và sữa cần đến 27% tổng lượng nước sạch toàn cầu. Sản xuất thịt giống như một hố đen hút tài nguyên trái đất. Bởi vì thú nuôi là sinh vật sống nên hầu hết thức ăn được dùng là để giúp chúng tồn tại trong khi chúng phát triển thịt. Khi đó, chỉ một phần nhỏ chất dinh dưỡng từ thức ăn được chuyển hóa thành thịt mà chúng ta mua. Ví dụ, bò chỉ chuyển 4% protein và 3% lượng calo từ thức ăn thành thịt. Để tạo ra 1 kg thịt bít tết, một con bò cần ăn 25 kg lương thực và dùng 15.000 lít nước. Các sản phẩm từ động vật tiêu tốn hàng tấn thức ăn, nhưng chúng chỉ chiếm 18% lượng calo mà chúng ta ăn vào. Nếu so sánh, chúng ta có thể nuôi thêm 3,5 tỷ người nếu chúng ta chỉ ăn những thứ mà chúng ta dùng để nuôi động vật. Ta càng dễ thấy tính thiếu bền vững của loại thức ăn này khi 15% khí thải nhà kính bị thải ra bởi ngành công nghiệp chăn nuôi bằng tổng khí thải của tất cả máy bay, tàu thuyền, xe cộ cộng lại. Còn một khía cạnh nữa của thịt là chúng đến từ những sinh vật sống, lợn, gà hay gia súc không phải là loài có thể viết nên lịch sử, nhưng nếu chúng có thể thì con người sẽ giống như những kẻ diệt chủng cuồng tàn sát đã làm tăng sự thống khổ của chúng. Trên toàn cầu, mỗi ngày chúng ta làm thịt hơn 200 triệu con vật mỗi ngày, tức khoảng 74 tỷ mỗi năm. Điều này có nghĩa là cứ mỗi 1,5 năm, chúng ta đã giết số động vật lớn hơn số người từng sinh sống trong 200.000 năm lịch sử. Chúng ta chẳng phải là những vị thần tốt bụng gì lắm. Phần lớn thịt đến từ các trang trại công nghiệp được thiết kế một cách hiệu quả nhất. Những hệ thống này ít khi quan tâm đến những thứ như chất lượng cuộc sống. Hầu hết lợn thịt được nuôi trong những chuồng trại khổng lồ, không có cửa sổ và chúng chẳng bao giờ nhìn thấy mặt trời. Lợn nái bị nhốt trong những chuồng trại nhỏ đến mức chúng chẳng di chuyển được, nơi mà chúng phải sinh hết lứa này đến lứa khác cho đến khi đến lượt
Chúng bị giết để làm thịt xông khói. Bò sữa bị ép phải sinh sản liên tục để duy trì nguồn cung cấp sữa, nhưng chúng lại phải xa con mình chỉ vài giờ sau khi sinh. Để vỗ béo cho những con bò lấy thịt, chúng bị nhốt trong những chuồng trại thật chật hẹp, nơi chúng chẳng thể đi lại được để giúp tăng cân nhanh hơn. Để nuôi chúng trong môi trường chật chội mà không khiến chúng chết vì bệnh, một lượng lớn kháng sinh chúng ta dùng cho chăn nuôi chiếm đến 80% lượng kháng sinh ở Mỹ. Điều này có lợi trong ngắn hạn, nhưng nó cũng gia tăng hiện tượng kháng thuốc. Nhưng điều tồi tệ nhất là về những chú gà. Trong các trang trại, chúng được nuôi với số lượng rất lớn và cực kỳ chật chội, đến mức chúng không thể phát triển các tập tính xã hội như trong tự nhiên, nên chúng bắt đầu tấn công lẫn nhau. Để ngăn chặn điều đó, chúng ta cắt mỏ và cửa của chúng. Gà trống được xem là vô dụng vì chúng không thể đẻ và không hợp để lấy thịt, nên chỉ vài phút sau khi sinh, chúng thường bị đầu độc và bị nghiền nhỏ. Hàng trăm triệu gà con đã bị giết theo cách này mỗi năm. Kể cả chúng ta có cách làm khác, cách chúng ta đối xử với chúng vượt xa mức tàn bạo. Vậy thì có nên mua thịt hữu cơ, nơi mà loài vật được đối xử tốt hơn? Quy định ở những trang trại hữu cơ được thiết kế để tạo cho động vật sự thoải mái tối thiểu. Vấn đề ở chỗ hữu cơ là thuật ngữ khá lỏng lẻo. Theo luật châu Âu, một con gà hữu cơ chỉ cần chia sẻ 1 mét vuông không gian với 5 con khác. Như thế thì còn lâu chúng mới được là những chú gà vui vẻ. Tất nhiên, trang trại nào thật lòng cố gắng đều có thể làm được, nhưng thịt vẫn là chuyện kinh doanh. Nhãn hữu cơ là cách kiếm thêm lợi nhuận và có không ít những bê bối trong những sản xuất tìm cách gian lận. Khi mà thịt hữu cơ có thể ít tàn độc hơn, nó cần nhiều tài nguyên hơn bình thường. Thế nên, mua thịt hữu cơ thì thích đáng hơn. Nhưng điều đó không làm cho chúng ta trở nên đạo đức hơn. Sự thật là, nếu đau đớn là một nguồn tài nguyên, chúng ta có thể tạo ra hàng tỷ tấn mỗi năm. Cách chúng ta đối xử với động vật có thể là điều làm cho các thế hệ tương lai cảm thấy cực kỳ phẫn nộ khi nhìn lại. Ăn thịt không làm bạn trở thành người xấu. Không ăn thịt cũng không hẳn khiến bạn trở thành tốt hơn. Cuộc sống phức tạp hơn nhiều, và thế giới này cũng thế. Vậy thì chúng ta nên hành xử thế nào với sự thật là thịt thì cực kỳ bất ổn và là một loạt những sự hành hạ kinh khủng. Cách dễ dàng là lựa chọn thường xuyên các thực phẩm khác. Một bữa ăn chay trong tuần cũng là một sự khác biệt. Nếu bạn muốn thịt được sản xuất ít đau đớn hơn, hãy thử mua chúng từ những nhà sản xuất đáng tin cậy với những chứng nhận tốt, kể cả khi chúng đắt hơn. Và nếu như thật sự bạn muốn ăn bít tết thì bạn hãy ăn hết nó. Trung bình một người Mỹ vứt đi gần 1 kg mỗi ngày, hầu hết là thịt. Khoa học tương lai có thể giúp chúng ta có thịt sạch. Nhiều công ty khởi nghiệp thành công khi phát triển thịt trong phòng thí nghiệm và đang làm việc để có thể sản xuất ở quy mô thương mại. Nhưng những giải pháp đó vẫn còn nhiều năm nữa. Từ bây giờ, khi bạn thưởng thức một món bít tết, hãy tôn trọng nó, và nếu bạn có thể trân quý và khiến nó trở nên đặc biệt hơn nữa. Có những điều cũng có thể đặc biệt và thậm chí còn ngon hơn cả bít tết.
Chỉ cần ăn chay thôi là có thể cứu được trái đất. Ăn chay cũng rất ngon. Để cứu được hành tinh này, bỏ ăn thịt là một hành động thiết thực. Làm như thế, bạn sẽ thấy khỏe trong người. Hãy thương đất mẹ, thương lấy muôn loài, trong đó có con cháu chúng ta.